cái điều đầu tiên ấy mà khi anh em ngồi vào cái khoang nội thất của chiếc Maserati Quattroport này ấy, anh em sẽ thấy ngay một cái điều là nó rất rộng. Ghế trước mình đã chỉnh theo đúng cái tư thế ngồi của mình là 1m8 rồi. Và đây anh em nhìn, phải gọi là bơi trong ghế luôn, bơi trong không gian hàng ghế thứ hai luôn. Nó quá rộng, chỗ này phải khoảng hơn 20 phân. Xin chào các bạn. Hiện tại thì bọn mình đang ngồi trong một chiếc xe Maserati. Nhưng anh em có biết đây là Maserati gì không ạ? Bật mí luôn, đây là chiếc Maserati sedan cao cấp nhất của gia đình hãng xe nước Ý, chiếc Quattroport. Chiếc sedan đầu bảng, có thể gọi là đầu bảng của cái thương hiệu này. Và bọn mình muốn chia sẻ với anh em về không gian nội thất của chiếc xe này trước. Đây có thể được xem là một chiếc xe hạng sang cỡ lớn. Và như anh em có thể nhìn thấy nhá, về thiết kế của cái khoang nội thất của chiếc xe này ấy, nó cũng đã khác so với cả những chiếc Gubi hay kiểu Levante rồi. Nó khác và nó có gì đấy, nó lịch thiệp hơn, nó trang nhã hơn. Và bằng chứng là những cái thiết kế thôi, chỉ cần nhìn được cái thiết kế là anh em đã đủ thấy là nó lịch sự rồi. Chưa kể là các cái vật liệu ốp nhé, ví dụ đây là gỗ. Tất cả cái chi tiết ốp trên chiếc xe đều là gỗ. Và gỗ của họ làm ấy, nó kiểu gỗ tự nhiên, họ cũng không đánh vân đi các thứ gì đâu. Họ để khá là mộc mạc ấy, các cái đường vân gỗ các thứ đó đều rất là đẹp. Và nó kết hợp với cái màu da, màu nâu này, nó tạo đúng là tạo nên cái sự sang trọng cho chiếc xe này. Và từng cái chi tiết rất là nhỏ, ví dụ như là các cái đường trang trí ở cái táp lô này, viền điều hòa các thứ ấy, nó cũng đều được bọc chrome. Nó rất là sáng và nó đúng là nó rất là bảnh. Và ngoài ra thì tất nhiên là nếu để nói ra thì ở những trên những cái chiếc xe kiểu cao cấp như thế này ấy, nếu để tìm những cái điểm để chê về những thứ về trang bị của nó cũng khó đấy, chứ không hề dễ đâu. Tất cả chúng ta đều là bọc da, tất cả toàn bộ nội thất luôn, da ốp gỗ rất là xịn sò. Tuy nhiên thì cũng có một vài những cái chi tiết nếu để nói là ưng ý thì mình cũng chưa ưng ý hoàn toàn. Ví dụ như cái màn hình này nó hơi nhỏ, nó hơi nhỏ đối với cá nhân mình thì nó cũng là màn hình cảm ứng thôi. Đây mình sẽ bật cho các bạn xem. Hiện tại thì không có chìa khóa trong này nên là chắc cũng không bật được, nhưng đại ý đây là màn hình cảm ứng, chắc khoảng cỡ 8 inch gì đấy. Cần số thì anh em vẫn cần số tương tự những chiếc xe Maserati bình thường thôi. Vô lăng như vậy, cụm đồng hồ Comtomet nó cũng tương tự thôi. Ghế ngồi thì nó cũng khá là giống chiếc Levante, chứ nó không thể thao như kiểu chiếc Gubi đâu. Ghế thì là ghế dập, có tựa đầu dập nổi logo này. Đây là phiên bản Maserati Quattroport thông thường, nhưng mà cái mức giá của nó đã, mình nhớ đâu đó khoảng 7 tỷ 8. Khoảng 7 tỷ 8. Và đây là không gian nội thất của một chiếc xe như vậy, nên anh em có thể nhìn kỹ hơn. Ngoài ra thì nếu để nói về các cái nội thất của chiếc xe này thì mình nghĩ cũng không có quá nhiều thứ để nói đâu. Nó cũng khá đơn giản. Ngoài ra nó chỉ đến thế thôi. Nhưng mà trên chiếc, những cái chiếc xe kiểu sedan hạng sang cỡ lớn ấy thì thường sẽ chú trọng hơn vào hàng ghế thứ hai. Và ngay bây giờ mời anh em ra hàng ghế thứ hai, mình xem một chiếc xe 7 tỷ 8 với cái thương hiệu hạng sang như thế này thì nó sẽ như thế nào. Cần phải nhấn mạnh là ghế trước của mình đã chỉnh theo đúng cái tư thế ngồi của mình rồi. Và trên xe này nhá, nó là cửa, không phải cửa hít đâu. Nó không có tùy chọn cửa hít, thì chắc có thể là ai muốn thì có thể tùy chọn thêm. Kính ở trên xe này thì là kính hai lớp, cũng tương tự như những chiếc xe Maserati khác. Kính không viền, thể thao. Cái điều đầu tiên ấy mà khi anh em ngồi vào cái khoang nội thất của chiếc Maserati Quattroport này ấy, anh em sẽ thấy ngay một cái điều, nó rất rộng. Ghế trước mình đã chỉnh theo đúng cái tư thế ngồi của mình là 1m8 rồi. Và đây anh em nhìn, phải gọi là bơi trong ghế luôn, bơi trong không gian hàng ghế thứ hai luôn. Nó quá rộng, chỗ này phải khoảng hơn 20 phân. Nó rất rộng, riêng về khoảng để chân kiểu ngồi con kiểu ngồi cũng hơi kiểu chiếm trệ ra ấy, nó vẫn rất là thoải mái. Ngoài cái chuyện rộng ra ấy thì các cái trang bị tiện nghi ở trên Quattroport, cái phiên bản mình đang ngồi ở đây 7 tỷ 8 ấy, thì nó cũng không có gì quá đặc biệt đâu. Ví dụ chiếc xe này sẽ có hệ thống điều hòa là 4 vùng độc lập. Tất cả các phím đều tất cả cái trang trí ấy, đều mạ chrome đẹp. Nói chung là để nó là chỉnh chu thì nó rất đẹp. Nhưng chỗ này là nhựa này, để ra nhựa. À, cái này có bọc da này, nhưng cái này là nhựa. Nhựa nhưng mà họ cũng làm rất là mịn ấy. Cảm giác nó không phải nhựa vớ vẩn đâu. Nhựa này cũng là nhựa đắt tiền đấy, vớ vẩn đâu. Khay để cốc. Hình như là không có massage. Theo mình nhìn đây là không có massage ghế các thứ gì đâu. Nó cũng kiểu cơ bản thôi, nhưng mà được cái là nó rất là rộng. Nó rất rộng luôn. Trần ở trên chiếc xe này cũng không có cửa sổ trời. Trần chỉ là trần bọc nỉ màu đen. Ghế da cao cấp các thứ. Cũng có logo thêu ở trên ghế.
Nói chung là để nói về khoang nội thất của chiếc Porsche Sport phiên bản mình đang ngồi ở đây ấy, thì nếu mà để nói là mình sẽ dùng những cái từ, ví dụ như thứ nhất là nó rộng, rất rộng. Cái thứ hai là nó tinh tế, nó rất tinh tế ở trong những cái chi tiết rất là nhỏ nhỏ, những cái đường trang trí đấy thôi. Còn về cơ bản có cả rèm, rèm này là trên chiếc xe chúng ta sẽ có rèm chỉnh điện cửa hai cửa. Còn ngoài ra thì nó cũng không có quá gì quá đặc biệt. Đối với cá nhân mình thì là như vậy. Thôi thì anh em vòng ra thử ngoài nhỉ, xem ngoại hình trên chiếc xe như nào. À quên, không nói với anh em, trên chiếc xe này chúng ta sẽ có hệ thống loa là loa Harman Kardon nhá. Chắc khoảng 10 loa mình nhớ, chắc khoảng 10 loa thôi. Khoảng khoảng đấy, hoặc cũng có thể tùy chọn Powerwall Wikin. Hãy cùng nhìn phía đuôi trước đi. Thì ở trên Maserati Quattro Sport chúng ta sẽ có một cái thiết kế tổng thể của cả chiếc xe ấy. Nó cũng tựa tựa như chiếc Huey thôi, nhưng mà nó dài hơn, trông nó bể vệ hơn. Và cái cụm đèn hậu của nó thì cũng to hơn Huey, còn về cơ bản là nó cũng không quá khác biệt. Chúng ta vẫn sẽ có cái hệ thống ống sạc kép cho mỗi bên, mạ chrome đúng kiểu xe thể thao. Cốp mở điện có cam 360. Và cái cốp ở trên những chiếc xe kiểu sedan full size này ấy, thì chắc chắn là không còn gì về bàn. Nó quá rộng, nó cũng tương tự như hàng ghế thứ hai ấy, nó rất rộng. Để khoảng 2-3 bộ ghế gôn hay là mấy cái vali full size mình nghĩ là vừa đấy, thoải mái. Chung cốp của những chiếc xe kiểu như thế này thì chẳng có gì phải nói cả. Mời anh em sang phần thân xe. Thực ra nếu mà để nói với khoảng 7 tỷ 8 thì Maserati Quattro Sport nó vượt lên trên tầm của những chiếc S-Class thông thường rồi. Mới mức giá này thì chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ tới những cái chiếc xe ví dụ là S-Class 450 Maybach, những chiếc xe kiểu Maybach ấy. Chứ những chiếc xe S-Class bình thường thì với cái mức giá này mình nghĩ là mình đã vượt lên rất là nhiều rồi. Thì ở trên phần thân xe chúng ta sẽ có một cái chiều dài tổng thể, nó thực sự rất là ấn tượng. Nếu chỉ cần nhìn ở bên ngoài thôi đã thấy nó khác biệt hoàn toàn so với chiếc QB rồi. Còn mâm xe ở trên chiếc xe được trang bị là mâm 20 inch đa chấu. Lốp thì là lốp Pirelli, lốp thể thao. Có một cái điểm nữa là ở trên chiếc xe này có cái cùm phanh, xin lỗi đợi các bạn đợi mình một tí. Hai ở phía trước và phía sau. Phía trước và phía sau cùm phanh lại không bằng nhau đâu. Phía sau là chúng ta sẽ có một cái cùm phanh màu sơn đỏ, nhưng mà nó kích thước nó cũng nhỏ nhỏ, nó không quá to. Theo mình khi đặt trên cái bộ mâm này thì nó không quá nổi bật. Nhưng mà khi anh em tiến đến cái bộ mâm trên này, phía trước ấy, thì cái cùm phanh nó đã được làm lớn hơn, nó thể thao hơn. Rõ ràng cái cùm phanh như anh em nhìn nhá, nó rất giống chiếc UB Rebel vừa rồi. Nó đẹp và nó to, nó kiểu nó cân xứng với cái bộ mâm đấy. Còn cái cùm phanh ở dưới kia thì mình thấy nó hơi nhỏ. Còn ở mang phần mang cá chúng ta vẫn sẽ có những cái đường như kiểu là tản nhiệt đấy, mạ chrome đúng kiểu nó giống như chiếc Gran Turismo của Maserati, rất là thể thao. Cửa thì tất cả cửa trên phiên bản này mình đang đứng ở đây thì không phải là cửa hít, cửa thông thường thôi, nhưng mà không có viền. Đó, kiểu thể thao nó là như thế vậy. Anten về cá mập trên một chiếc xe sang. Mấy anh em tiến đến phần đầu xe. Đây. Thì ở phần đầu xe của chiếc Maserati Quattro Sport ấy, về cơ bản là nó cũng tương tự cái kiểu thiết kế như chiếc Huey. Cái cụm đèn này cũng đã được làm theo phong cách mới, phong cách facelift, nó đẹp. Với cá nhân mình thì mình rất ấn tượng cái cụm đèn ở trên những chiếc xe Maserati đời mới, rất là đẹp, nó làm chỉnh chu và nó có gì đó rất liên tưởng ở những chiếc xe của Ferrari. Đẹp, phải nói là rất ấn tượng cái cụm đèn này. Còn phía trước chúng ta có một cái miệng, một cái bạc cá lăng ấy, mạ chrome thay vì là sơn đen kiểu nó sang chảnh, mà nó phải là mạ chrome và nó vẫn to bản. Còn ngoài ra thì nếu để nói nhìn một cách tổng thể thì ở trên Quattro Sport chúng ta sẽ có một cái chiều dài phần nắp capo nó lớn hơn rất nhiều so với cả chiếc Huey. Đây cũng là một chiếc sedan cỡ lớn mà, nên là mình nghĩ cái chuyện đó cũng là một chuyện hết sức bình thường. Còn mời các bạn thử mở nắp capo. Ở trên chiếc Quattro Sport mình đang đứng ở đây thì nó được trang bị động cơ V6 tăng áp kép. Đó. Vẫn là khối động cơ mà tương tự như chiếc Lavente và chiếc Huey Rebel.
V6 3.0 tăng áp kép và 350 mã với cả 500 Nm mới xoắn. Nó cũng tương tự nhau thôi và cũng là khối động cơ do Ferrari họ thiết kế cho Maserati. Anh em thử chiêm ngưỡng khối động cơ lần nữa. Về thông số kỹ thuật thì nó cũng xem như chiếc Clemente và chiếc Huey Rebound mà mình có vừa giới thiệu với các bạn. Đây nhá, tất cả những cái phần nắp capo đều được trang bị những cái tấm khách âm. Rõ ràng ở trên những cái chiếc xe kiểu thể thao như kiểu Maserati ấy, thì anh em sẽ không thể đòi hỏi một cái gì để nó quá tĩnh lặng, quá êm như những chiếc xe kiểu S-Class Maybach, mà nó có một cái gì đó hơi cứng một chút, kiểu xe thể thao mà. Nó là phong cách thể thao thì nó phải như vậy. Nhưng mà với cái mức giá khoảng 7-8 thì anh em thấy chiếc xe này thế nào? Nếu anh em lựa chọn thì cứ lựa chọn nó không thì hãy để lại comment để chúng mình biết. Và đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Xe Hay để ủng hộ cho mình hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.